Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mai Sơn Tâm sự Crypto. Trong cái khoảng thời gian gần đây thì Sơn cảm thấy rất là hào hứng mỗi ngày làm về để có thể chia sẻ những cái cảm nhận, những cái kiến thức mới mà Sơn đã tiếp thu được trong cái khoảng thời gian mà làm affiliate cho thị trường crypto này. Và có thể nói là bây giờ hình như kiểu mình bắt đầu bị nghiện quay video đúng không mọi người? Cảm xúc thực sự là như vậy, mình rất là trông mong đến cái giờ để mà có thể quay video chia sẻ với mọi người. Ban đầu làm ấy thì cảm giác nó rất là khó khăn, nó rất là lo sợ, sợ hãi, không biết là mình nên nói cái điều gì đây. Nhưng mà Sơn sau một quãng thời gian làm liên tục những video như vậy ấy, thì bây giờ mình cảm thấy là mình có thể tự tin hơn trước cái ống kính này. Và mình cảm thấy là mình cứ nói những cái suy nghĩ trong đầu mình là nó tốt hơn những cái thứ mà mình chuẩn bị kịch bản sẵn rồi, sẵn chỉ thật là chi tiết. Nên là bây giờ Sơn không làm những cái kịch bản chi tiết nữa, mà Sơn chỉ liệt kê ra các cái ý để mình có thể nói nó xuyên suốt và nó không bị lạc đề thôi. Chứ bây giờ là hoàn toàn là do cảm xúc của mình ha. Thì mình hy vọng là các bạn có thể thích những cái video của Sơn đã làm, và hãy đăng ký và follow kênh của Sơn mọi người nhé. Trong ngày hôm nay thì Sơn rất là vui mừng để có thể là chia sẻ cái cảm nhận của mình về một cái anh chàng rất là điển trai tên là Mai Ngọc An. Và cái chàng trai này thì cũng sinh năm 98 thôi, nhưng mà rất là giỏi mọi người, rất là giỏi trong cái thị trường này. Và qua một thời gian nghiên cứu tìm hiểu thì Mai Ngọc An đã tiết lộ ba cái bí quyết để thành công với affiliate sàn một cách dễ dàng cho mình. Thì hôm nay Sơn sẽ chia sẻ lại cái cảm nhận của Sơn và những cái bí quyết này và Sơn đã tiếp thu được như thế nào tới mọi người ha. Ok, chúng ta bắt đầu với video ngày hôm nay. Có thể với những bạn chưa biết thì Mai Ngọc An ấy là một học viên của anh Sơn PAP, mà cách đây 1-2 hôm thì mình đã có video về cái bí quyết mà anh Sơn PAP chia sẻ tới mọi người. Thì Mai Ngọc An cũng là một học viên trong cái khóa gọi là Money Mastermind của anh Nguyễn Tùng Sơn này. Thì cái khóa Money Mastermind thì là cái khóa cuối cùng đã diễn ra vào năm 2020 rồi. Thì bây giờ anh Nguyễn Tùng Sơn thì không dạy khóa Money Mastermind nữa mà chuyển sang hẳn cái lĩnh vực game phi rồi. Và Mai Ngọc An là một học viên rất xuất sắc của anh Nguyễn Tùng Sơn. Thế thì trong cái khóa học Money Mastermind ấy, thì anh Nguyễn Tùng Sơn anh dạy rất là nhiều thứ làm affiliate, và đặc biệt là trong thị trường crypto. Anh dạy cả free traffic này, cả paid traffic này. Nhưng mà Mai Ngọc An ấy thì chỉ làm paid traffic thôi. 2 năm vừa rồi thì Mai Ngọc An rất là thành công trong cái lĩnh vực là chạy Google Ads sàn, và đã tạo ra một thu nhập thực sự là quá là khổng lồ trong cái thị trường này. Theo mình xem các video của cậu ấy chia sẻ thì bây giờ thu nhập trung bình của cậu ấy một tháng đâu đó rơi vào tầm khoảng 200.000 đô, và 2 năm vừa rồi thì cậu ấy có thể kiếm được đâu đó gần 100 tỷ mọi người, 100 tỷ đồng. Và mình cảm giác là từ một cái người công nhân làm một ngày 8 tiếng, và sau 2 năm thì cậu ấy đã có một cái cuộc lộn ngược dòng, thật gọi là thực sự là một cuộc lột xác ngoạn mục như vậy trong cái thị trường affiliate crypto này. Thì đấy quả thực là một điều rất là tuyệt vời, và đấy cũng là một học viên rất là giỏi đúng không nào. Phải giỏi, thực sự giỏi và thực sự là cái cuốc thì người ta mới làm được như vậy. Và chúng ta cũng hướng tới một cái điều như vậy ha. Nghèo thì lâu nhưng mà giàu thì không mấy chốc đâu mọi người. Chúng ta chỉ cần chọn đúng hướng này, đúng lĩnh vực này, đúng thứ mình đam mê, mình yêu thích này, và mình có thể làm cống hiến nhiệt tình, chăm chỉ, tận lực với nó, thì mình nghĩ là một ngày nào đấy thì chúng ta cũng sẽ có những cái năm và quãng thời gian đột phá như vậy, đột phá lớn trong cuộc đời như vậy. Thế thì bây giờ thì có thể là chúng ta đang còn nghèo, nhưng mà tương lai mà vẫn nghèo thì dở rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy tiếp tục cố gắng mọi người nhé. Tiếp tục cố gắng, tiếp tục để chiến đấu, để một ngày nào đấy mình cũng có thể là thành công được như vậy, và thay đổi cái tình hình tài chính và cuộc sống của chúng ta ha. Thế thì sơ qua về Mai Ngọc An là như vậy. Cậu ấy rất là trẻ, rất là giỏi, và đặc biệt là giỏi trong lĩnh vực Google Ads. Thì cậu ấy chia sẻ rất là nhiều
kiến thức về Google Ads, mọi người có thể là vào cái kênh YouTube của Mai Ngọc An để xem những kiến thức mà cậu ấy chia sẻ lại sau khi đã thành công rồi, thì người ta muốn cống hiến cho cộng đồng, người ta chia sẻ lại những cái thứ mà người ta đã biết, người ta chia sẻ kinh nghiệm và lên cái tinh thần cho mình để công việc của mọi người có thể là phát triển hơn ha. Mọi người có thể follow YouTube của Mai Ngọc An. Thì đây là một chàng trai rất là tuyệt vời và mình cũng đang theo dõi và follow cậu ấy. Thế thì mình học được ở cậu ấy ba cái bí quyết. Đấy, đây là bí quyết thứ nhất này, đó là tư duy top 1. Thế thì cậu ấy có kể rằng là ngày xưa chạy Ola City đấy. Thế thì có một cái cuộc thi Ola City. Nếu mà anh em làm affiliate đã lâu thì biết là ngày xưa Ola City người ta tổ chức các cái cuộc thi, những người nào mà đứng thứ nhất thì sẽ được giải thưởng bao nhiêu đấy. Thế thì Mai Ngọc An đầu tiên thì cũng chạy, cũng làm, nhưng mà xếp lẹ đẹ thôi, không được cái giải thưởng gì đâu. Nhưng mà sau đấy thì cậu ấy phải đặt ra mục tiêu cho mình là phải top 1, phải top 1. Tức là cậu ấy không tin là mình có thể làm được cái top 1 đâu. Nhưng cái tư duy từ anh Nguyễn Tùng Sơn, anh dạy cho cậu ấy, thì cậu ấy đã chinh chiến và đã top 1 trong Ola City. Và sau này cậu ấy top 1 trong lĩnh vực chạy Google Ads sàn. Thì các bạn có thể xem, bây giờ thì cậu ấy chạy sàn một ngày đâu đó rơi vào tầm 10.000, 20.000 đô một ngày là bình thường. Và cái lượng referral của ấy tuyển mỗi ngày thì thực sự là không là đếm xuể mọi người. Mà cái thu, mà cái referral này thì gọi là thu nhập thụ động mà. Referral chọn đời mà, hưởng hoa hồng chọn đời, như cái hai cái keyword mà Sơn đã nói ở những video trước đấy. Thì đây là hoa hồng chọn đời. Nên có thể nói là nếu mà tuyển được một cái lượng referral lớn như vậy thì đúng là cả đời không tiêu hết tiền. Quá là đẳng cấp. Mọi người có thể xem một vài cái cam của ấy chạy như thế là cái con Coinex này mọi người. Coinex, mọi người chỉ cần lên Google tìm kiếm này, thì các cái quảng cáo mà đầu này thường là của Mai Ngọc An ha. Vì Mai Ngọc An bây giờ đang chạy hai sàn, chủ yếu là sàn Coinex và sàn Femex. Thì đây là hai cái con mà Mai Ngọc An chạy rất là mạnh và trả hoa hồng rất là tốt. Đấy. Thì tư duy top 1 đã theo cậu ấy suốt một quãng thời gian 2 năm như vậy. Và chỉ cần 2 năm tư duy top 1 thôi thì cuộc sống cảm giác như là lộn ngược dòng ngoạn mục, đúng không mọi người? Thì cái đấy là cái điều mà chúng ta nên học. Chúng ta nên học cái tư duy top 1 như vậy. Làm, bây giờ mình xác định mình làm thì mình không làm lang nhàng, không làm được đến đâu hay đến đó nữa. Chúng ta hãy tư duy top 1 mọi người nhá. Cái bí quyết thứ hai mà mình học được của cậu ấy đó là có nên vay tiền để chạy Google Ads hay không. Thì cậu ấy chia sẻ một cái câu chuyện rất là vui, đó là ngày xưa ấy thì cậu ấy không có tiền mà chỉ hai vợ chồng làm công nhân, thì cậu ấy cũng vay 40 triệu đồng đầu tiên để khởi nghiệp. Thế thì có một cái tư duy rất là hay, đó là mọi người có hỏi là tại sao cậu không dành dụm tiết kiệm mà lại đi vay để chạy, có phải là quá liều không? Thế thì cái tư duy nó là như thế này. Bây giờ mình có thể là dành ra một năm để mình tiết kiệm được 40 triệu, đúng không nào? Tức là chúng ta tiết kiệm được làm cài cuốc một năm để tiết kiệm 40 triệu, rồi lấy 40 triệu đấy để đi chạy ad, thì nó có thể thành công hoặc không, đúng không nào? Hoặc là cái tư duy thứ hai là chúng ta đi vay tiền để chúng ta chạy. Cái trường hợp thứ nhất thì nếu mà thành công thì không sao, nhưng mà thất bại thì sao? Thất bại thì chúng ta mất đi cái một năm đấy, một năm chờ đợi, đúng không nào? Còn bây giờ chúng ta vay tiền luôn, thế thì sao? Dù thất bại hay thành công thì quá tốt rồi, nhưng mà thất bại thì sao? Thất bại thì chúng ta không mất cái một năm đấy nữa, không mất cái quãng thời gian một năm để chúng ta có thể chờ đợi nữa. Vì vậy ấy, có thể nói thì là vay tiền là một cái đòn bẩy rất là tốt để chúng ta có thể phát triển. Tức là chúng ta hãy tận dụng các cái đòn bẩy mình có thể có đó. Mình vay mượn ở đâu, mình làm thành công thì tốt, còn thất bại thì tiết kiệm được những cái năm tháng mà chúng ta dành dụm để chúng ta mới bắt đầu công việc. Tức là chúng ta bắt đầu càng sớm càng tốt ha. Thế thì cậu ấy còn có một cái tư duy rất là hay nữa, đó là vì là số tiền chúng ta đi vay nó cũng tương đối là ít, đúng không nào? Nên là chúng ta phải lách những cái hội cá mập ra, lách những cái hội top 1 ra, mà có những cái thủ thuật, những cái chiến thuật để lách rất là hay. Mà nếu như các bạn nào cần thì mình đã có một cái file tổng hợp
tất cả những cái kiến thức cậu ấy clip này, cậu ấy chia sẻ này, thì mình đã có một cái file ở đây. Thì bạn nào mà cần cái bản mềm ấy thì các bạn có thể để lại Gmail ở dưới, thì Sơn sẽ gửi cái bản mềm này cho mọi người. Sơn sẽ gửi bản mềm, Sơn liệt kê ra tất cả những cái kiến thức mà bạn ấy đã chia sẻ, tiết kiệm cho mọi người được rất là nhiều thời gian để xem ha. Thì mình đã xem và mình đã tổng hợp được toàn bộ kiến thức này, mình cho hết vào một cái file Word rồi. Bạn nào mà cần thì để lại mail ở dưới thì mình sẽ gửi cái bộ tài liệu này cho mọi người nhé. Ok, cái bí quyết thứ ba đó là gặp học Google Ads ở đâu. Thế thì hôm qua mình có chia sẻ với mọi người đó là mọi người hãy lên YouTube gõ cái từ khóa là Google Ads đúng không nào, mà chọn cái người nào chia sẻ chuyên sâu về Google Ads có đúng không nào, thì chúng ta follow cái người ấy để chúng ta học. Nhưng mà ông An này ông rất là hay ở một cái điểm, đó là ông bảo rằng là học Google Ads tốt nhất là trên trang của Google luôn, cái phần Google support luôn đấy mọi người. Mọi người chạy ads thì có cái phần support của Google, thì chúng ta chỉ cần học ở đấy là bao đỉnh rồi, học ở đấy là đầy đủ kiến thức rồi, không cần phải học ở đâu hết. Chúng ta hãy chuyên sâu vào trong cái phần Google support đấy mọi người. Support của Google quá đỉnh, quá tốt và hỗ trợ 24/24. Thế thì tội gì chúng ta không học trực tiếp từ Google luôn mà chúng ta phải đi học ở đâu, đúng không nào? Thì đấy là một cái tư duy mà mình thấy rất là hay. Tức là tất cả các cái nền tảng thì họ không muốn gây khó dễ cho người sử dụng đâu. Họ muốn tạo điều kiện cho chúng ta thì họ mới thu được lợi nhuận, đúng không nào? Thế thì chúng ta hãy học trực tiếp từ Google luôn. Mình đính chính lại cái video hôm qua, đó là ngoài cái nguồn từ YouTube mà Sơn có chia sẻ ấy, thì chúng ta có thể học trực tiếp từ chính cái phần hỗ trợ, phần support của Google. Chúng ta hãy dành thời gian ra, tất nhiên nó rất dài đấy mọi người, nó rất là dài, và chúng ta có thể phải dành 2-3 ngày mỗi ngày tiêu hóa một ít thì mới hết được, rất dài. Toàn bộ kiến thức về Google Ads đã có sẵn ở trong phần support của Google rồi. Ok, vậy cái video ngày hôm nay thì Sơn muốn chia sẻ ngắn như vậy thôi. Thì Mang Công An thì mình thấy thực sự là một cậu rất là đỉnh, và để là một cái người mà xứng đáng để chúng ta có thể follow và học tập theo và chiến đấu theo ha. Nhìn cái tư duy này, cái tác phong này, cái bản lĩnh này đấy, cái sự đánh đổi của cậu ấy, thì mình cảm thấy đây là một chàng trai khá là tuyệt vời, thì để chúng ta có thể follow và học tập theo. Có lần ông ấy chia sẻ là bỏ nhà bỏ vợ ra ngoài để chiến, mà dành nguyên 2 tháng chỉ để chiến thôi. Có người hỏi là nhỡ vợ bỏ thì sao, thì bảo là lúc đấy là phải chọn 2 bên thôi, một bên là vợ, một bên là tiền. Nếu mà chúng ta chọn vợ thì chúng ta chưa có tiền, nhưng mà nếu mà chúng ta chọn tiền trước thì chúng ta có thể năn nỉ vợ sau. Một tư duy mình thấy cũng khá là buồn cười nhưng mà cũng rất là hay đó. Thế thì chia sẻ ngắn của chúng ta ngày hôm nay như là như vậy thôi. Sơn nhắc lại mọi người một lần nữa, đó là có cái bản mềm về toàn bộ kiến thức về Google Ads Sơn đã tập hợp và liệt kê ở đây rồi. Anh em nào mà cần ấy thì để lại email ở phía dưới thì Sơn sẽ gửi cho từng người mọi người nhá. Và hãy đừng quên là đăng ký kênh của Mai Sơn và bật nút quả chuông để Sơn có thể tiếp tục ra những video, và mọi người là người nhận được những video từ Sơn sớm nhất. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.